hoàn toàn không cần dùng đến xạ trị. Ung thư giai đoạn cuối cũng được chữa khỏi hoàn toàn từ hai nguyên liệu trong vườn nhà này. Lá xả và đu đủ là hai loại lá thân thuộc với chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết công dụng chữa trị ung thư của hai loại lá này kết hợp với nhau đâu nhé. Cùng đọc và tham khảo câu chuyện có thật về chữa trị ung thư giai đoạn cuối dưới đây nhé. Cách đây hơn 2 năm, anh em VHV trường Võ Bị, Đà Lạt nhận được hai tin không vui về cựu giáo sư anh Phùng Văn Bộ và Việt Kiều Canada đang gặp phải. Sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada, anh đã nằm viện mấy tháng. Khối u gan trên 4cm đã được sử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự di căn bằng cách cắt, cô lập các mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập. Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng nên mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay với hiện trạng sức khỏe, anh khó vượt qua nổi 6 tháng. Trước năm 2009, anh Phùng Văn Bộ từng bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Bệnh viện đề nghị giải phẫu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh đái rất vì thấy mình cũng tuổi già, không nên đụng vào dao kéo làm gì. Vừa ung thư gan, vừa tiền liệt tuyến, cả hai đều là ung thư nguyên phát. Vừa được y khoa tiến triển của Tây y báo tử, do anh không đủ sức chịu nổi, xạ trị và cắt ca dao kéo. Vốn là thầy thuốc châm cứu và hiểu rõ y lý Đông Phương, hơn nữa cũng sẵn tâm thượng đạo, sinh tử lẽ thường, anh trở về Việt Nam, Vĩnh Long, thử chữa theo cách của mình. Dẫu sao, dù mình những ngày cuối đời ở quê nhà vẫn là hạnh phúc. Anh Phạm Kế Viêm, một giáo sư toán nổi tiếng, người suốt đời nghiên cứu tử vi và bạn VHV Đà Lạt với anh Bộ, gửi thư động viên anh giữa năm 2011. Cái rủi mất tiền đầu tư sai chỗ ở Việt Nam của anh biết đâu là của đi thay người, gắn cho anh một cái bệnh nan y này. Nếu anh qua được năm này, tôi tin anh sẽ còn thọ, sẽ tốt. Tất cả anh em VHV đều tin rằng anh Viêm chỉ an ủi. Còn việc anh Bộ về quê với ung thư gan giai đoạn cuối, tóc rụng, chân rung, đi một bước có người dìu đỡ, đưa được thân xác tàn tạ về quê hương những ngày cuối đời đã là điều quý. Vậy mà hôm qua, ngày 2 tháng 4 năm 2013, hay tin anh Phùng Văn Bộ từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để về Canada. Tôi và anh Diệp VHV đến thăm anh và tôi không thể tin ở mắt mình. Một ông già 80 tuổi chắc nịch, mắt sáng, dáng đi cứng cáp, bước lên xuống cầu thang gác đón tôi và anh Nguyễn Văn Diệp như là một trung niên hán tử. Hai năm qua, anh đã chữa trị ung thư bằng cách nào mà mới ngày nào tôi gặp anh? Xin lỗi, tôi nghĩ anh không qua được 6 tháng, tôi hỏi. Bệnh viện Canada nó cho mình bản án báo tử, mình về quê hương còn nước còn tát. Mình chỉ kiên trì một thứ thuốc, đó là nước trà lá đu đủ với xả, uống thay mọi thức uống. Chỉ có vậy, mình muốn nói với các bạn, lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà nói cho mọi người, giúp ai được thì mừng nấy các bạn ạ. Anh Bộ nhấn mạnh cách chữa trị ung thư của anh như sau. Ung thư gan, nội tạng, phổi đều sử dụng trà đu đủ và xả chữa trị được. Nhưng cũng tùy tạng người, có người chữa dứt, có người được giai đoạn đầu biến chuyển nhanh, nhưng sau đó chậm. Ung thư gan thì tôi thấy biến chuyển rõ rệt. Tôi dùng trà lá đu đủ và xả trong 2 năm, nay đi tái khám và xét nghiệm thì đã hoàn toàn hết sạch, bướu trong gan cũng như hết xương tuyến tiền liệt. Tôi chỉ vẽ nhiều người ở dưới quê, kết quả rất tốt, nhất là các bệnh ung thư gan, phổi, bao tử, siêu vi B, siêu vi C. Nó là loại trà giải độc, lọc máu số 1. Không bệnh uống ngừa bệnh cũng rất hay. Cách chế biến như sau. Lá đu đủ sắc tươi phơi khô, xả củ sắc mỏng phơi khô, cả hai thứ trộn lẫn. Nếu như nấu nước chè, bỏ vào nhai để nguội uống suốt ngày. Tỷ lệ khoảng 9 phần đu đủ và chỉ cần khoảng 1 phần 10 xả để làm mùi nước thơm, dễ uống và nó dẫn chất thuốc rất nhanh. Thời gian đầu khoảng 2 tuần, khi mới uống thì phân và tiểu thải ra có mùi hôi thối nồng nặc. Đó là chất độc đã được trục ra khỏi máu. Nhìn cách anh Phùng Văn Bộ trình bày, cách anh nói cười diễn đạt,
Tôi không tin vào mắt mình rằng đây là một người trước đây hơn một năm. Tôi bắt bàn tay lạnh giá của anh với ý nghĩ là lần vĩnh biệt. Cách đây mấy ngày, tôi vừa nhận được tin bạn tôi, Lê Thiệp ở Mỹ, cũng đang đi vào kiếp nạn ung thư giai đoạn cuối. Trong phát biểu trước thân hữu tại lễ kỷ niệm 10 năm tủ sách tiếng quê hương, bạn ấy cho biết thi sĩ Yên Thao nhờ uống trà lá đu đủ mà thoát tế bào ung thư. Thế thì món thuốc đơn giản này không phải là khám phá mới. Nhưng theo anh Phùng Văn Bộ, khó nhất và cần nhất là kiên trì. Kiên trì uống, đơn giản chỉ có vậy. Tôi mong bạn tôi Lê Thiệp, Nguyễn Khắc Nhượng cũng được như anh Phùng Văn Bộ, 81 tuổi, nói cười ha hả, khoe với tôi và anh Diệp. Tôi nói các bạn chia vui, khoảng ung thư thì nay đã qua khỏi rồi, mà khoảng sức sống thì nay mình đã hơn 80, mà lạ quá, mình cũng còn rạo rực lắm lắm mấy bạn ạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ với vài lọ lá cây trong vườn nhà, bạn đã có thể tự chế ra bài thuốc đơn giản trị bệnh trĩ hiệu quả mà không cần uống thuốc. Theo đông y, việc các mô trĩ hình thành là do khí huyết ứ trệ, nghĩa là máu từ tim theo động mạch đi đến nuôi các mô vùng hậu môn và tiếp tục theo tĩnh mạch trở lại về tim. Nhưng vì khí huyết ứ trệ máu ở vùng hậu môn theo tĩnh mạch về không hết, sẽ dồn tích lại dần dần làm tĩnh mạch căng phồng lên và mỏng đi. Khi đi đại tiện, đôi khi phân cọ xát vào tĩnh mạch làm vỡ tĩnh mạch, gây nên hiện tượng đi ngòi ra máu và đến khi sa xuống tạo thành búi trĩ. Nếu chỉ phẫu thuật cắt búi trĩ thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn, và không sớm thì muộn, một thời gian sau bệnh trĩ sẽ lại tái phát. Trong dân gian có rất nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược dễ kiếm, không qua phẫu thuật, giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh trĩ. Nhờ đó, khi đã chữa khỏi thì bệnh sẽ không còn tái phát. Bạn có thể tham khảo những cách điều trị bệnh trĩ dưới đây. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý. Có thể nói, cây thiên lý là một loại thực vật dễ trồng, dễ chăm sóc trong vườn nhà bạn. Trong đông y, chọn loại cây này là cách để trị bệnh trĩ dân gian hiệu quả. Cây thiên lý có tác dụng giải nhiệt bên trong cơ thể khi bị búi trĩ nội, chảy máu, rát hậu môn. Cách chữa trị: dùng lá thiên lý còn non khoảng 100g đã rửa sạch, muối ăn chừng 5g, một muỗng cà phê, giã lá với muối, thêm vào 30ml nước đun sôi để ấm, rồi lọc qua màng vải 2 gạt đã tẩy trùng. Dùng hỗn hợp thấm vào bông tẩm thành bông băng, đắp bông băng lên chỗ búi trĩ lòi, ngày làm khoảng 1 lần đến 2 lần, kết hợp uống với nước lá thiên lý tươi khoảng 3 đến 4 bát một ngày. Chữa bệnh. Chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá. Loại rau này không khó tìm, có thể kết hợp trong mỗi bữa ăn. Đây là loại rau cung cấp nhiều chất xơ, một loại thực phẩm rất tốt cho người mắc bệnh trĩ. Tuy nhiên, người mắc bệnh cần phải kiên trì ăn rau diếp cá sống hàng ngày, với số lượng nhiều mới có hiệu quả và khỏi bệnh được. Sau khi rửa rau thật sạch, tốt nhất nên ngâm với muối khoảng 5 phút, để ráo nước rồi ăn sống kèm với các món ăn trong ngày. Ngoài ra, có thể nấu lá diếp cá, khi nước còn nóng, ấm, dùng để ngâm, rửa hay xông cho người bệnh. Dùng bã còn lại đắp lên chỗ búi trĩ cho bệnh nhân. Bệnh trĩ sẽ khỏi hẳn nếu người bệnh kiên trì dùng rau diếp cá như một bài thuốc hữu hiệu trị bệnh trĩ từ dân gian này. Chữa bệnh trĩ bằng cây lá bổng. Trị chứng trĩ: dùng 6g lá bổng, 6g rau sam, rửa sạch, nhai sống hoặc sắc uống. Nếu bị lòi nhôm và lử hậu môn thì nấu nước bồ kết ngâm rửa hậu môn và giã lá sống đời đắp vào búi trĩ. Trị chứng đại tiện ra máu: lấy 30g lá bổng, 10g cỏ nhỏ nồi, 10g ngải cứu xào cháy, 10g lá trắc bá xào cháy, sắc lấy nước uống một ngày một thang. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
13 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lá chanh. Lá chanh từ lâu đã được biết đến như một loại gia vị trong các món ăn, nhưng chắc ít ai biết rằng trong đông y, lá chanh là một vị thuốc tuyệt vời giúp đẩy lùi được 13 loại bệnh thường gặp sau. 1. Trị sốt rắt dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml. Lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. 2. Chữa ho gà. Lá chanh tươi, sắc với vài lát gừng, thêm đường đủ ngọt, uống dần. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu. Tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng. Rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lát, sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Bón, chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá xong với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau: lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml. Uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. 5. Thanh nhiệt, mát gan. Không nhiều người biết lá chanh có tác dụng mát gan. Để có bài thuốc này, cần 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô và 12g lá cối xay. Sắc hỗn hợp này từ 3 bát nước xuống còn 1 bát nước. Uống ngày 2 bữa, sáng và tối sau khi ăn. Uống liên tục trong 2 tuần sẽ nhận được kết quả. 6. Chữa cảm, sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết ra mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượng bằng nhau sắc uống trong ngày. 7. Chữa ho do lạnh. Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống cho thêm ít đường, ngày uống 2-3 lần, dùng trong 3-5 ngày. 8. Điều trị bệnh hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát. Uống ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm đau sưng do mụn nhọt chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá gai tầm xong 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bột. Rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút. Ngày làm 2 lần, bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. 10. Làm mượt tóc. Lá chanh, lá bưởi, hương nhu, các vị đều tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch nấu nước để ấm gội đầu, từng gội một lần. 11. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. 12. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay, yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút. Sau 3-5 ngày, làm răng chắc hơn. 13. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong vòng 20 phút để đẩy tinh chất hấp sau vào da để nám làm da trắng mịn. Để trị nám, làm da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15-20 phút, thực hiện 3 lần trên tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Công dụng quý từ cây tằm bốp. Tằm bốp là cây dại, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tằm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tằm bốp còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tằm bốp: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không, dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc, có tên dược là Hepa Physalis angulata. Công dụng và cách dùng: đông y cho rằng toàn cây tằm bốp có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tằm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chữa trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tằm bốp làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tằm bốp được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày, nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tằm bốp có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tằm bốp: trị nhọt vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tằm bốp khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tằm bốp tươi 20-30g, nấu với tiêm lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất. Nắm được thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất sẽ giúp cuộc yêu thăng hoa, viên mãn. Nếu đàn ông có thể có ham muốn bất cứ lúc nào thì phụ nữ lại không như vậy. Để kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ, chàng cần có một màn dạo đầu bài bản và đủ mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu biết được những thời điểm nàng thèm khát chuyện ấy, bạn sẽ dễ dàng lôi kéo nàng nhập cuộc hơn. Khi ghen, nghe có vẻ ngược đời, thế nhưng cơn ghen tuông lại chính là thời điểm ham muốn của nữ giới được đẩy lên cao trào. Nàng ghen bởi nàng yêu bạn, càng cảm thấy bị đe dọa và sửa mất bạn. Vậy nên, hãy cho nàng biết bạn yêu nàng mãnh liệt như thế nào ở trên giường. Sau một thời gian không gặp nhau, cảm giác nhớ nhung, mong chờ giòn nén trong những ngày xa nhau sẽ là chất men say cho cuộc sống tình dục của hai bạn. Sau một thời gian bị bỏ đói chuyện chăn gối, nàng sẽ lao vào bạn như hổ vồ mồi. Lúc này, tất cả những gì bạn cần là làm khiến nàng phát điên vì thỏa mãn. Khi hạnh phúc, tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến ham muốn của phụ nữ. Khi đau buồn hoặc có chuyện bực tức, sẽ chẳng ai có tâm trạng bị nghĩ đến chuyện tình dục cả. Khi hạnh phúc, vui vẻ cơ thể sản xuất ra hormone endorphin, khiến nàng hưng phấn và tăng ham muốn đến bất ngờ. Hai tuần sau kỳ kinh,
Không phải tự nhiên mà thời điểm 2 tuần sau kỳ kinh cuối, phụ nữ lại có ham muốn cao hơn bình thường. Đây chính là lúc cơ thể phụ nữ có lượng hormone giới tính nữ cao nhất trong tháng, do thời điểm rụng trứng. Các cặp đôi mong muốn có con thường quan hệ thời điểm này để tăng khả năng thụ thai. Sau khi cãi nhau, bạn và nàng vừa trải qua những giây phút căng thẳng, to tiếng và tranh cãi quyết liệt. Tuy nhiên, sau trận cãi nhau ấy, cách làm lành tốt nhất chính là yêu. Lúc này, phụ nữ rất nhạy cảm, bạn sẽ dễ dàng khơi gợi cảm hứng tình dục nơi nàng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Có chết, những người này cũng không được ăn măng tươi. Măng tươi là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Theo New Medica, măng tươi chứa rất nhiều protein, chất béo, đường carotin và vitamin B, C và canxi phốt pho, chất xơ. Tuy nhiên, món ăn này không phải thích hợp cho tất cả mọi người. Các nhà khoa học khuyến cáo trẻ em và những người đang mắc một số căn bệnh sau cần cẩn trọng hoặc tránh dùng măng. Sỏi thận. Măng chứa nhiều axit azulic, có thể dễ dàng kết hợp với canxi trong cơ thể, tạo thành axit azulic canxi dẫn đến sỏi thận đường tiết niệu. Do vậy, người bị sỏi thận không nên ăn nhiều măng tươi. Viêm loét dạ dày, tá tràng. Măng tươi giàu chất xơ. Theo đông y, loại thực phẩm này có tính hàn, khó tiêu hóa, nên những người mắc bệnh loét dạ dày và tráng tràng, viêm dạ dày, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản không nên ăn nhiều để tránh làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Mẹo khử độc măng tươi. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng măng tươi, chúng ta có thể áp dụng những cách khử độc sau đây. Cách 1. Bóc hết bẹ lá, vỏ măng, rửa sạch đắt cát, rồi tùy theo từng loại măng độc nhiều hay ít, măng thường hay măng đắng mà có cách xử lý khác nhau. Có thể cắt thành từng lát mỏng hoặc xé nhỏ thành sợi, đem ngâm vào nước sạch qua đêm cho bớt độc rồi rửa lại trước khi chế biến thành các món ăn. Cách 2. Măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ vào nồi nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2-3 lần, sau đó mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là ăn được. Thay nước gạo thường xuyên, 2 lần trên ngày, hoặc luộc nhiều lần qua nước sôi rồi xả lại bằng nước sạch. Đến khi nào măng mềm, nghĩa là chất đắng cũng đi hết, lúc đó mới đem chế biến món ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm thói quen dễ dẫn đến ung thư vàm họng mà chúng ta vẫn hoàn nhiên làm hàng ngày. Ít ai có thể ngờ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại này lại khiến căn bệnh ung thư vàm họng đáng sợ ghé thăm bạn sớm. Như mới đưa tin, các fan và người yêu mến Kim Woo Bin cực sốc trước thông tin chấn động nam diễn viên Hàn Quốc này bị ung thư vàm họng. Cần phải khẳng định rằng ung thư vàm họng là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và đang có xu hướng tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Bạn đừng cho rằng phải vì lý do to tát nào đó mà ung thư vàm họng mới ghé thăm bạn, mà chúng có thể phát triển âm thầm do chính những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày của bạn đấy. Hãy điểm ngay lại với những thói quen thường ngày có thể khiến bạn kết bạn với căn bệnh này. 1. Hút thuốc lá. Thuốc lá được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư vàm họng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có hàng trăm lọ hóa chất độc hại gây độc tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư cho người hút thuốc như nicotine, benzin, hydrocarbon, nitrit. Khi đốt thuốc, các chất ung thư hít vào phổi gây phá hủy chức năng bảo vệ đường hô hấp, gây viêm niêm mạc và biến đổi tế bào biểu mô, cuối cùng dễ dẫn đến ung thư hô hấp, trong đó có ung thư vàm họng. 2. Uống rượu bia nhiều. Bạn tin không, khi rượu bia là nguyên nhân chiếm tới 1/3 trường hợp mắc bệnh ung thư vàm họng đấy. Vì sao ư?
bởi khi vào cơ thể, dưới tác dụng của enzyme glucose dehydrogenase, rượu oxy hóa thành acetaldehyde, một chất gây ung thư, gây tổn thương DNA. Việc uống rượu làm tăng acetaldehyde trong nước bọt, làm tổn thương DNA ở các tế bào niêm mạc miệng, họng, thực quản và đường hô hấp trên. Chính những điều này đã làm tăng nguy cơ gây ung thư vàm họng. Vì thế, hãy tránh xa bia, rượu nếu bạn không muốn dính dáng tới căn bệnh này. 3. Yêu bằng miệng. Quan hệ tình dục bằng miệng được nhiều cặp đôi lựa chọn nhằm tăng cảm giác mới lạ trong đời sống tình dục. Tuy nhiên, cách yêu này tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư vàm họng đáng sợ. Lý do là bởi bạn hoàn toàn có thể lây hoặc truyền virus HPV cho người ấy. Virus HPV là một loại virus nguy hiểm, đặc biệt là virus HPV 16 có trong tất cả các bệnh ung thư. Khi virus này xâm nhập vào cơ thể qua con đường quan hệ tình dục, chúng sẽ bám rễ ở khoang miệng và gây bệnh. Nếu không chữa trị được dứt điểm, biến chứng của bệnh sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư khoang miệng, ung thư vàm họng cao. 4. Ăn quá nhiều thịt đỏ được chế biến sẵn. Thịt đỏ cung cấp cho ta một nguồn năng lượng và chất đạm tốt. Nhưng những loại thịt đỏ chứa nhiều muối hạt chế biến sẵn, đa phần có chứa nhiều muối nitrat hạt nitrit. Khi hấp thụ vào trong người với số lượng lớn, những chất này dễ gây ra bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vàm họng. Ngoài ra, việc ăn thịt nấu chín ở nhiệt độ cao tạo ra một loại hóa chất được gọi là heterosilic amine cũng tiềm tàng nguy cơ gây ung thư vàm họng. 5. Ăn thực phẩm lên men. Các chuyên gia đã khuyến cáo rằng việc ăn thực phẩm lên men, đồ muối quá lâu như dưa, cà tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là ung thư dạ dày và vàm họng. Sau thời gian ngâm muối lâu ngày, nhiều thành phần trong thực phẩm có thể bị biến chất, dễ làm phát triển tế bào ung thư ở vàm họng, dạ dày. Đặc biệt, đồ muối quá chua, quá lâu, nổi váng có khả năng tích tụ nhiều vi khuẩn độc hại. Vì thế, bạn nên tránh tiêu thụ những loại thực phẩm này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa, em đã khỏi gan nhiễm mỡ chỉ với một nắm rau ngổ. Các mẹ nhà mình có ai bị gan nhiễm mỡ thì vào đây nhé. Em đã khỏi bệnh nhờ một bài thuốc cực kỳ đơn giản đấy ạ. Em bị gan nhiễm mỡ đã 2 năm, điều trị qua rất nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Em uống từ Đông y sang Tây y nhưng đều không có tác dụng. Em nghe nói bệnh này nếu không điều trị thì dễ bị biến chứng thành xơ gan, xơ giãn động mạch, suy gan, ung thư gan. Thật ra là em rất khủng hoảng trong một thời gian dài vì lo lắng vì bệnh tình của mình. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng gan. Gan nhiễm mỡ thường kết hợp với các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị em họ ngồi bác vào chơi, biết em đang bị căn bệnh này thì bày cho em một bài thuốc trị gan nhiễm mỡ bằng rau ngổ, một loại rau mà nhà nào cũng có trên kệ bếp đấy ạ. Sau 1 tháng áp dụng, quả nhiên em thấy người khỏe hơn, không còn cảm giác mệt mỏi buồn non, ăn ngon miệng và da cũng đỡ vàng hơn rất nhiều. Đi xét nghiệm lại tại bệnh viện thì bác sĩ cho hay bệnh em đã giảm đi rất nhiều. Em nghe và mừng lắm các mẹ ạ. Em cũng bày cho rất nhiều người thân đang bị gan nhiễm mỡ áp dụng và thấy rất hiệu quả. Giờ em chia sẻ lên đây cho các mẹ nhà mình, ai có nhu cầu thì tham khảo nhé. Rau ngổ còn gọi là rau ôm, ngò ôm, ngổ hương, ngổ thơm, ngổ điếc, thạch long vĩ, là một loại cây thân mảnh mộc lan ở những nơi đất ẩm có nước. Rau ngổ được nhiều người xem như là thức ăn có tính giải độc và điều trị một số bệnh. Cách dùng rau ngổ cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Nguyên liệu: rau ngổ 100g, bạc hà 50g, nước 100ml. Cách dùng:
Rau ngổ và rau bạc hà rửa thật sạch, rồi mang ra phơi thật khô là có thể dùng được. Bắt chảo lên bếp, cho rau ngổ và bạc hà vào, xào vàng rồi hạ thảo. Xào vàng hạ thảo là phương pháp đem rang dược liệu trên chảo tới khi dược liệu có mùi thơm. Sau đó lấy một miếng vải sạch trải lên nền đất, đổ dược liệu đã xào vàng lên miếng vải trong khoảng thời gian 30 đến 40 phút tới khi dược liệu nguội rồi đem sử dụng. Sau đó sắc cùng 100ml nước uống liên tục vào buổi tối sau khi ăn no. Uống liền một tháng sẽ thấy hiệu quả. Theo đông y, rau ngổ có tinh mát, vị chua, cay, mùi thơm, có tác dụng kháng viêm, lợi tiểu, giải độc do ngộ độc thức ăn, làm giãn cơ ruột, giãn mạch, tăng lọc ở cầu thận nên dùng để trị sỏi thận rất tốt. Ngoài ra, rau ngổ được dùng để trị tê tay, tê chân, trị rắn cắn. Rau ngổ trị ho, sổ mũi. Ho, sổ mũi là các triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết trở lạnh hay chuyển mùa. Cách trị bệnh này với cây rau ngổ rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 5 đến 30g rau ngổ tươi, rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống hàng ngày là bệnh sẽ bớt hẳn. Rau ngổ trị sỏi thận. Với các bệnh nhân mắc chứng sỏi thận, lấy 50 đến 100g rau ngổ tươi xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt uống trong ngày. Cũng có thể lấy một nắm rau ngổ giã nhỏ, pha với ít nước và vài hạt muối chia uống 2 lần sáng chiều trong ngày. Uống liền trong 7 ngày để hiệu quả chữa bệnh tốt hơn. Người bệnh hay tê tay, tê chân. Nếu thường xuyên bị tê tay, tê chân hoặc các chi khớp, bạn có thể lấy ít rau ngổ, cho vào ấm nấu thành nước uống sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trị rắn cắn. Bệnh nhân bị rắn cắn sau khi khử độc, lấy 15 đến 20g rau ngổ tươi, 25g kiến cò đem giã nát, thêm vào 20 đến 30ml rượu trắng, lọc lấy nước uống. Phần bã đừng vội bỏ đi, hãy đem đắp lên vết thương và dùng gạc băng vết thương lại. Cũng có thể lấy 20 đến 40g rau ngổ khô, xào vàng, sắc lấy nước uống 4 đến 5 lần liều. Lưu ý, khi uống hết một liệu trình, các mẹ nên xem kết quả như thế nào, có nên uống tiếp hay không nhé. Tùy tùy vào cơ địa của mỗi người mà thuốc sẽ có tác dụng khác nhau đấy ạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng ít biết của củ ấu xấu xí. Củ ấu không chỉ là món ăn dân dã mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Vào những ngày tiết trời se lạnh, thứ đồ ăn vặt dân dã như củ ấu lại được bán dọc với các tuyến đường hay ở một số chợ. Nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng ruột củ ấu lại trắng, thơm và bùi. Củ ấu có tên khoa học Trabacochichisinet lau, thuộc họ ấu, hay còn gọi là ấu trùi, ấu nước, hạt dẻ nước. Nhiều người còn quen gọi ấu là quả sừng trâu. Đây là loại thực vật thủy sinh, mọc trong ao đầm, thân ngắn có lông. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, trong củ ấu có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, như nhiều glucid, đường gluco, protein. Trong 100g củ ấu, có khoảng 48,2g đường, 3,4g protein, 32,1g chất bột đường, 3,3g đường, 17,6mg canxi, 0,4mg kẽm, 0,7mg sắt, 0,8mg natri, 468mg kali và khoảng 730 calorie. Trong đông y, củ ấu vị ngọt, tinh mát, vào tùy vị. Các thành phần của cây củ ấu đều được coi như một vị thuốc. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc. Củ ấu có tác dụng ích khí tiện tỳ, thanh thử giải nhiệt, lương huyết, trừ phiền chỉ khát. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng, chống nắng, giải độc, xây rượu, trừ rôm sảy. Loại củ ấy già rất tốt cho trường hợp tỳ hư, tiết lã, kinh nguyệt quá nhiều, trị xuất huyết, chống suy nhược.
Nhiều bài thuốc đã sử dụng nguyên liệu từ củ ấu để chữa trị bệnh một cách hiệu quả. Chẳng hạn, trị bệnh trĩ, vỏ củ ấu sấy khô, đốt toàn tính, tán thành bọt, trộn đều với dầu mè, bôi hạt đắp. Trị mụn nhọt, trẻ nóng lực hay bị nổi ghẻ nhọt, trong dân gian thường lấy nguyên củ ấu đốt thành than, thêm ít chu sa, băng phím nghiền thành bột, rồi trộn với nước sôi để nguội cho sền sệt. Hàng ngày lấy hỗn hợp đó bôi lên chỗ ghẻ nhọt sẽ hết xương, đau, ngứa. Cùng với đó, lấy ruột ấu nấu cháo cho trẻ ăn, ghẻ nhọt sẽ càng mau hết. Trị viêm loét dạ dày. Thịt ấu 30g, hoài sơn 16g, táo đỏ 16g, bạch cập 10g, gạo nếp 100g. Cho tất cả vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ để nấu cháo nhừ. Khi ăn cho 20g mật ong trộn đều. Đây cũng là món ăn tốt cho những người bị ung thư dạ dày. Môi khô, ngủ không ngon giấc. Thịt củ ấu tươi 50g, đĩa cốt bì 20g, cau kỷ tử 10g, hoàng cầm, cam thảo sắc lên uống, ngày 2 lần, uống khoảng 1 tuần. Các chuyên gia lưu ý rằng, dù củ ấu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều công dụng tốt, song để tận dụng được công dụng của củ ấu, bạn cần lưu ý. Không nên ăn quá nhiều một thời điểm vì củ ấu có tính mát, dễ gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng và đau bụng. Có thể dùng 50-200g một ngày dưới dạng ăn sống hoặc nấu canh, cháo. Ăn nhiều sẽ gây trệ khí. Do đó, những người có u cục ở ngực, bụng cần thận trọng khi ăn. Người tỳ vị hư nhược, đại tiện tiêu lỏng không nên dùng dạng sống. Sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền vì sẽ có cảm giác khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.